Dạ các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái link khay. Tranh thủ là lúc mà mình chưa nhập học luôn thì mình hướng dẫn luôn, tại vì vài bữa nhập học rồi thì không có nhiều thời gian để mà hướng dẫn như thế này nữa. Cái link khay mà mình định hướng dẫn nó sẽ có dạng như thế này. Đó. Các bạn thông cảm mà vì mình vừa hướng dẫn vừa spin cho nên là nhiều khi nó bị kẹt kẹt. Nhưng mà nếu mà các bạn đưa combo thì các bạn cố gắng làm cho nó mượt, đừng có làm kẹt kẹt như mình. Tại vì mình vừa nói vừa làm cho nên là nhiều khi nó hơi kẹt kẹt. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu cái link key này giống như là của cái link key số 8. Các bạn có thể mở cái link key số 8 lại. Nó sẽ như thế này. Đó. Và sonic nhẹ một cái lên, thay vì các bạn sonic lên như thế này thì lần này các bạn sonic đi nửa đường như thế này thôi, sau đó bạn chuyển ngón qua đây. Đó như thế này. Và các bạn around ngược. Around ngược đẩy qua. Đó. Nó sẽ như thế này, around qua. Và sau khi around qua thì các bạn làm cái trò đúc đúc tiếp. Mình cấp này hay thích mấy cái trò đúc đúc vô đó, các bạn đúc đúc đi vô như thế này, tức là các bạn sẽ thọc cái ngón cái vô giữa cái ngón ngón trỏ với cái ngón út đó. Cái liên khay này là cho các bạn nam làm đó, các bạn kẹp cái bút lại như thế này đó, sau đó các bạn pin key back qua về xong cái liên khay đó, chúng ta sẽ như thế này, hất hất lên kẹp lại và pin key back qua đó. Các bạn đã xem video, nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình và share được thì càng tốt.